Dạ, cháu chào cô ạ. Chào Quyền Linh. Hôm nay cô đến đây mong điều gì với con của mình? Coi như là mong với con tìm được một người với đối tượng đi đến với nhau. Từ hồi xưa giờ thì bạn Quang có dẫn bạn gái về nhà không? Có. Mấy lần rồi? Coi như là có một lần duy nhất là con nhỏ mà nó thương á. Nhỏ nào? Dạ thì nhỏ bạn nó thương á, thì có về nhà thương. À. Thì giờ tụi nó chia tay rồi, cái là thôi luôn. Chia tay cô có buồn không? Thì con thì khi nó gọi lúc đó chia tay đâu dưới quê á. Thì hai đứa nó về quê. Cứ lần nó chia tay là mùng mấy Tết á. Thì nó gọi điện lên nó nói mẹ ơi, con với Linh chia tay rồi. Nhưng mình nghe cũng tội nghiệp, từ gì á. Cái bạn nhỏ mà nó thương á, mình cũng thích. Một tràng pháo tay dành cho mẹ của Quang. Cảm ơn cô rất nhiều. Cát Tường và Quyền Linh xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có lẽ Bạn Muốn Hẹn Hò là một món quà rất là quen thuộc với tất cả các bạn trẻ mà chưa tìm đến một tình yêu của mình. Và chắc chắn với Bạn Muốn Hẹn Hò, họ sẽ có cơ hội một sân chơi để tìm hiểu nhau hơn và con đường tương lai sẽ đến gần nhau hơn. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái chuyện rất là buồn, bởi vì quá khứ của mỗi người đó đem lên sân khấu nói chuyện với nhau, ta thấy quá khứ người ta nói thôi không quen nữa, thế là họ bấm nút. Làm sao? Chuyện tình yêu bây giờ mình phải nói từ cái hiện tại đến cái tương lai, còn cái thì quá khứ là nó xa vời. Ông em ơi, bây giờ anh thấy là có nhiều người nói thôi, thấy quá khứ thì giống như anh đó, 7-8 mối tình, chị đó 2-3 mối tình thôi, không được đâu, thế là bấm nút biến. Mà đối với những con người ở thời buổi hiện đại, chúng ta nên gạt bỏ quá khứ và tính đến tương lai. Cái là em thôi, còn mấy người trẻ không biết sao đây. Vậy anh muốn sao? Ý là hỏi các bạn trẻ xem cái quá khứ có quan trọng với cái đường tương lai của họ. Thì bây giờ không? Đợi mời mấy cặp bạn trẻ ra đây rồi mình không, hỏi. Mời nào, mời. Trời ơi, hả mang. Chúng ta sẽ đón chào chàng trai ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Xin chào. Lại gặp anh lần nữa. Ủa sao lại gặp lần nữa? Để gặp hoài ấy. Gặp ở đâu? Trời, trên TV ngày nào không gặp. Bật lên là gặp, bật lên là gặp. Chà dữ rồi nha. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Quang anh, hiện tại là em 27 tuổi. Bạn tên là Quang? Dạ. Rồi chờ chút xíu xem bạn nữ như thế nào. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, quá xinh luôn. Bạn tên là gì? Dạ em xin chào các khán giả, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Chào em bạn. Tên Mỹ Ngọc, năm nay em 28 tuổi. Ngọc 28 tuổi. Dạ. Ngọc đang làm gì? Dạ em kinh doanh tại nhà. Mà kinh doanh về vấn đề gì? Dạ em kinh doanh về mỹ phẩm á anh Quyền Linh. Bạn bên đây bạn làm nghề gì? Em là nhân viên giao nhận phát thư của DHL. Giao nhận phát thư? Dạ. Mấy bút giao nhận mỹ phẩm được không? Được. Chị xin chia sẻ, chị quay lại cái vấn đề là chị và anh Quyền Linh lúc nãy là đang tranh cãi. Có nghĩa là tình yêu thì chúng ta có quan trọng cái chuyện quá khứ hay không? Dạ. Thì bạn có thể chia sẻ về trước giờ bạn có quen với bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. 2 mối tình. Dạ. Thì bạn nghĩ sao nếu như người bạn trai của bạn cũng có một cái quá khứ rất là dày? Thì bạn có cái quan điểm như thế nào về cái chuyện này? Em không có quan trọng quá khứ của bạn trai. Thí dụ thích thì kể thì em nghe, rồi thôi rồi qua. Tại vì em chỉ quan trọng cái hiện tại thôi. Tương lai thì sao quá cũng không quan trọng. Chị cũng quan điểm như vậy mà anh Quyền Linh lại không chịu. Nhưng nếu như người ta kể rằng người ta trải qua 10 mấy mối tình rồi, mỗi mối tình như vậy 5-3 năm, hoặc thậm chí có mối tình 2-3 ngày vậy, em nghe một cái tình trường quá dài mà đặc như vậy em có sợ không? Dạ không, em thích. Trời ơi. Tại sao bạn lại thích? Mình nghe mình hiểu thêm chị, mình hiểu thêm về cái người mình đang yêu ngày xưa như thế nào thế nào. Rồi mình hiểu rồi mình sẽ rút kinh nghiệm ra. Bạn nữ nói như vậy thì bạn thấy sao? Dạ đúng, cũng đó là cái quan điểm của em, là người phụ nữ bao giờ người ta cũng mưu cầu hạnh phúc rất là nhiều, cho dù người ta, cho dù họ làm nghề xã hội chăng nữa, bao giờ cũng vậy, sẽ có một cái địa thời điểm họ vẫn mong muốn là họ sẽ có một cái điểm dừng và hạnh phúc của họ sẽ đến lúc đó. Ý em nói là bình tĩnh. Sao nói lại đầu đuôi khúc giữa nó nghe chơi. Bây giờ em nói khúc cuối luôn đi. ý sao? Vậy em là bây giờ về riêng bản thân mẹ em cũng vậy. Thì bao giờ ai cũng có cái sự mưu cầu và hạnh phúc hết, nên nhớ về cái hiện tại và mong muốn cái tương lai nó tốt thì cái điều đó em nghĩ là tốt hơn. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói là yêu mà đúng ra thì em 2 mối tình. Hai mối tình. Dạ. Hồi nãy tôi nghe bạn nói là giống như mẹ em vậy đó. Dạ. Ủa tại sao bạn nói nó giống như mẹ em? Ba mất từ lúc còn rất trẻ, ba mất là bị bạo bệnh mất.
cái cuộc sống của hai mẹ con này nó cũng tương đối rất là khó khăn vào cái thời điểm đó. Và kêu mẹ đi bước nữa thì mẹ không đi. Mẹ muốn là giữ vững cái tình cảm đó mà để nuôi dưỡng cái tinh tâm hồn của em tới hiện giờ. Vậy thì chúng ta sẽ phỏng vấn mẹ Bằng Quang. Đâu, mẹ Bằng Quang đâu ạ? Dạ, cháu chào cô ạ. Chào Quyền Linh. Hôm nay cô đến đây mong điều gì với con của mình? Coi như là mong với con tìm được một người với đối tượng đi đến với nhau. Từ hồi xưa giờ thì Bằng Quang có dẫn bạn gái về nhà không? Có. Mấy lần rồi? Coi như là có một lần duy nhất là con nhỏ mà nó thương á. Nhỏ nào? Dạ thì nhỏ bạn nó thương á, thì có về nhà thương. Thì giờ tụi nó chia tay rồi, cái là thôi luôn. Chia tay cô có buồn không? Thì con thì khi nó gọi lúc đó chia tay đâu dưới quê á. Thì hai đứa nó về quê. Cứ lần nó chia tay là mùng mấy Tết á. Thì nó gọi điện lên, nó nói mẹ ơi, con với Linh chia tay rồi. Mình nghe cũng tội nghiệp, từ gì á, cái bạn nhỏ mà nó thương á, mình cũng thích. Một tràng pháo tay dành cho mẹ của Quang. Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ mình lại quay về cái chuyện quá khứ một tí nữa. Đó thì nãy giờ bạn ngồi đây, bạn cũng nghe mẹ của bạn trai bên kia nói. Khi mà nhắc đến cái người yêu cũ đó, chắc chắn là có cái gì đó sâu đậm lắm đây nè. Có đến gia đình cho nên là cô mới xúc động như vậy. Thì bạn nghe như vậy, nếu sau này bạn về, bạn làm người yêu của bạn bên kia, rồi bạn có cảm thấy lo ngại gì không? Không biết là mẹ của anh ta có đồng ý mình hay không? Có thương mình giống như thương cái cô Linh kia hay không? Nó có là áp lực cho bạn hay không? Áp lực thì em nghĩ chắc cũng phải có một ít đó chị. Đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Có nghĩa là quá khứ nó cũng làm ảnh hưởng đôi chút đến tương lai đó chứ. Nếu nó không là không đúng. Bây giờ đến với chương trình, bạn muốn tìm một người bạn trai của bạn là người như thế nào? Em muốn tìm một người đó giống như ngay từ đầu em có nói với chương trình là em á, thì em không rành về những cái giấy tờ ngoài xã hội, giống như là chị đi chứng này nọ thì em không rành. Thì em muốn người chồng của em cũng am hiểu về cái đó một tí xíu. Rồi. Còn đảm việc nhà là đơn giản như là có thể thay bóng đèn, rồi ống nước, rồi thỉnh thoảng thí dụ em vắng nhà thì vẫn có thể nấu cơm tự ăn, hay là sau này thí dụ có con vẫn có thể nấu cơm cho con mình ăn mà không phải chờ em về. Có về nhóm được không? Còn về ngoại hình. Ngoại hình đó hả chị, thì chỉ cần cao em 1m67 trở lên là được rồi. Em thích những anh chàng hơi đô con xíu, tại vì những anh như vậy em cảm giác là giống như là được che chở á chị. Có đô con không vậy? Ngon ngon không? Rồi. Bây giờ anh thấy là cũng tạm tạm ổn rồi đó. Hai bên rồi bây giờ cũng chia sẻ cái quá khứ với nhau ha. Vấn đề còn lại là bây giờ bạn thích người bạn của bạn là mẫu người như thế nào? Mẫu người em thích là giống như là hiền hậu, đảm đang. Cái ngoại hình sao? Tính chất cái công việc của em cũng em tiếp xúc khá nhiều, quen này kia cũng nhiều. Thì bây giờ em có quan trọng, tại vì nào giờ em quen cao anh em cũng có. Người cao nhất mà em quen sau cái kiểu là tìm hiểu thôi. Cô ta cao 1m68. Còn bạn cao 1m nhiêu? 65. Bữa nay người ta cần cao 67 nè. Thôi hụt đô con nè. 65. Ủa chắc gặp chị nữa. Trời đất ơi, giờ không muốn hả? Dạ. Không muốn tôi xuống à? Dạ, gặp chị nữa nè. Gặp nào mà nữa? Gặp trên tivi phải không? Không có. Này gặp thiệt. Gặp bên chung cư Trần Quang Vũ á, chị vô chị chụp hình hoài mà. Biết nhà luôn. Hay đi qua đây gặp ai bệnh? Gì vậy, điều tra lý lịch tôi chi vậy? Không có, em đâu có điều tra đâu. Em qua bệnh uống cà phê gặp chị hoài. Có không? Dạ. Rồi gồng tay lên tôi coi coi. Có đô không? Đô. Tôi kêu gồng tay tôi đâu kêu ửng ngực cho đâu trời. Không. Sở trường bạn là gì nói gì thường nghe luôn đi. Dạ. Múa lửa. Hả? Múa lửa? Múa thử coi. Dạ đây không có đậu cụ sao múa chị. Coi như anh Linh làm lửa đi. Không được đâu. Đốt hết nguyên sân khấu này đó chị. Làm sao mấy cái chuyện riêng tư của người ta không được khai nơi công cộng nghe chưa? Nhiều chuyện. Thôi đàn ông nhiều chuyện quá tôi không thích đâu. Trời. Tôi thấy sao nói vậy đúng không? Rồi, em thấy chỉ ngoài em nói không chứ chỉ ngoài. Đi qua thăm bạn trai mà nó. À vậy hả? Ừ, ghê vậy. Trời ơi. Tôi nhìn kỹ bây giờ tôi kêu thông báo rồi nha. Nếu mà lùng bằng bạn được không? Không sao anh, có thể mang giày đụng có. Nãy giờ bạn nghe bạn của bạn Quang nói, bạn có cảm nhận được điều gì không? Một con người sâu sắc. Sâu sắc? Dạ. Đúng vậy. Cảm ơn bạn, như đủ rồi. Sâu sắc là đủ rồi. Bạn chỉ khen bằng sâu sắc. Dạ. Mà bạn có sâu sắc thiệt không? Có sâu hay sắc chưa biết. Giờ nhà ngồi súng sống chung mới biết được sắc. Bây giờ nè, tôi nghe được rằng khi trong cái đơn tham gia chương trình đó, bạn nói là bạn hò rất là hay, đúng không? Đó. Bây giờ bạn hò thử coi. Hò gì vậy? Thì bây giờ đến với chương trình là bạn muốn hẹn hò thì cái vế sau là cái chữ hò đó. Dạ. Đâu hò thử coi. Hò. Buồn thương chiếc áo phong sương,
đò ai không bến hò, đò ai không bến dân dương câu hò. Rồi, bây giờ đến lúc chúng ta hãy cho đôi bạn trẻ gặp nhau để xem họ cảm nhận thế nào như thế nào ở cái nhìn đầu tiên. Bạn đi kéo lên. Hai ba. 2 phút bắt đầu. Ho. Ủa nhìn sao mới tặng? Nhìn kỹ mới tặng. Rồi, cảm ơn anh. Nếu nhìn không nhìn được không tặng hả? Dạ không, tại vì nãy giờ quên đây mất kiến. Chứ gái em bị cận. Thôi thôi nhìn đi 2 phút. Dạ. Hiện tại giờ Mỹ Ngọc đang ở đâu à? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Nhà anh Quang ở đâu ạ? Hiện tại nhà ở quận 10. Cũng gần á anh. Gần hả? Gần. Gò Vấp ở đường nào? Dạ Phạm Ngũ Lão ạ. Không biết. Từ từ anh sẽ biết. Chắc chiều để qua đón chắc biết. Dạ. Nói nhìn đây thấy sao? Nói chung là đẻ từ trên xuống dưới đây sao? Số 1 rồi. Còn anh thấy em sao? Giống như bó bông mình tạo. Y chang bó bông luôn. Đỏ vậy hả anh? Đỏ vậy đó. Nó mặc màu tím hả? Ý người ta ví giống như cái bông vậy đó. Bông sao anh? Nói thẳng nó đi cho anh chị nghe kìa. Đẹp chiều nó héo. Không. Chị kỳ quá chị cho. Thì giống như bó bông rồi. Giờ đẹp chiều nó héo. Nó tươi. 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 Tươi hôm nay thôi đó. Anh có muốn không? Muốn gì? Tìm hiểu em không? Thì đến với chương trình này khi gặp mặt như vậy thì để sau tiếng bấm rồi có tìm hiểu không chứ. Ok anh. Vậy rồi hả? Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu để tay lên nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Bình tĩnh. 3 Chúc mừng hai bạn, hy vọng rằng sau một quá khứ khá buồn, chúng ta sẽ có một cái niềm vui trước mắt. Và niềm vui đó sẽ kéo dài bất tận. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và hai bạn hãy chờ trong giây lát. Bao chiều bạn gái được à? Cũng có chiều nhưng mà giờ như lúc nào bắt em chiều. Thế là chia tay. Giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả màng. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyệt Linh. Em tên là gì? Em tên là Diễm. Diễm? Dạ. Diễm mà không có xưa ha. Năm nay Diễm bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 đang làm gì Diễm? Dạ em đang làm trong ngành nhân sự. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Nguyệt Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn chơi và chào quý vị khán giả. Bạn nghe bạn kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe cũng khá rõ. Bạn tên là bạn Diễm, nghe tiếng Linh tính và dễ thương. Bạn tên gì? Dạ em tên là Nhật Hào. Nhật Hào. Dạ em hiện đang công tác tại một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27. Lớn hơn một tuổi đúng không? Dạ. Hiện nay nghề nghiệp rất là ổn định rồi. Làm ngân hàng nữa cũng khá điển trai thế này. Mình không tìm được một mối tình ở cơ quan à? Dạ có lẽ là em hơi khó, nhưng mà về mối tình thì em cũng trải qua nhiều mối tình rồi ạ. Nhiều là bao nhiêu? Em trải qua tới 5 mối tình. Bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi? Dạ hồi em học cấp 3 năm lớp 10 thì phải. Học đại học thì 2 mối tình nữa. Sau khi đi làm có 2 mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây 1 năm. Bạn có biết tại sao là bạn chia tay với bạn nữ không? Dạ tại vì hai người tính tình không hợp nhau. Biết là ai cũng nói không hợp á, nhưng cụ thể hơn. Dạ cụ thể hơn thì sở thích khác nhau.
Ví dụ như em thì thích xem bóng đá, bạn ấy thích xem phim, em không thích xem phim. Mà đặc biệt bạn ấy thích xem phim Hàn Quốc nữa. Em thì rất là không thích mấy cái phim mà sướt mướt cho lắm. Em thích xem cái gì bạo lực một xíu. Bạo chiều bạn gái được à? Cũng có chiều nhưng mà dường như lúc nào cũng bắt em chiều thì không được. Thế là chia tay. Và những sở thích khác nên ví dụ như ăn uống và vui chơi. Cô ta thì thích đi uống cà phê hơn, em thích đi nhậu. À, thôi để mình hỏi bạn Diễm nè. Diễm ơi, chị không tin một người duyên dáng như thế này mà đi làm trong công việc hay trong cơ quan rất là nhiều đồng nghiệp, đối tác, tại sao lại không có bạn trai hả? Do là trong cơ quan của em thì hầu hết là nữ là nhiều chị. Còn nam thì là người nước ngoài thôi, không có người Việt, người nam. Dạ, nên... Mình không thích người nước ngoài. Dạ, người nước ngoài thì cũng có người này người kia nên họ cũng không có phù hợp với mình lắm. Đó, giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, cũng có nhưng mà cũng chưa có thấy hợp chị nên mới đăng ký tham gia. Sở thích của bạn là gì? Những lúc ngoài công việc ra thì bạn có thích làm gì? Dạ, những lúc ngoài công việc thì em thường ở nhà, em online rồi lướt web, đọc sách báo. Có hai vấn đề tôi cần hỏi bạn gái bên kia là bạn có thích... bạn có hay uống cà phê không? Dạ, em uống sáng tối không ạ anh? Rồi, bạn có thích nhậu không? Dạ, em không biết nhậu. Không biết nhậu, mà thích bạn trai của mình nhậu không? Con trai nhậu thì cũng được anh, nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Bạn có thích xem kinh dị không? Dạ không. Bạo lực? Dạ không. Thích xem phim Hàn Quốc không? Dạ không luôn. Thì chứ bạn thích xem cái gì? Em ít coi phim lắm chị. Bây giờ là tôi hỏi bạn trai đây nè. Hồi nãy tôi hỏi tại sao cô gái bên kia không thích xem phim bạo lực, không thích xem phim kinh dị, tức là không thích những cái gì mà bạn thích. Vậy thì lỡ yêu nhau thì bạn có chiều bạn kia không? Dạ chắc là sẽ chiều thôi, nhưng mà phải bạn... suy nghĩ lại. Tại sao bạn trước không chiều mà bạn này chiều? Tại vì mình là nam nhi thì mình phải chiều chuộng bạn gái. Tại sao bạn trước bạn không chiều mà giờ bạn hứa bạn chiều? Có nghĩa là mình sang thì cái mức độ chịu đựng mình tới đâu rồi. À, tức là chưa biết thử mức độ chịu đựng. Dạ, chứ đúng rồi. Chiều lâu quá mà ai mà mình chịu đựng được thì mình sẽ tiến tới luôn. À, cái này căng à, cái điểm này là phải xem cho nó kỹ này nha. Nghĩ bạn có khuyết điểm gì không? Bản thân của mình. Dạ có chị, em hậu đậu lắm. Hậu đậu là sao bạn? Hay quên trước quên sau, rồi đồ đạc thì cũng hay dễ quên tầm lắm hết. Thường ai sẽ là cái người nhắc nhở bạn những chuyện như vậy? Em của em. Dạ. Dạ, em có nghĩa là nó đàng hoàng, cẩn thận hơn bạn. cũng không có hẳn vậy, nhưng mà nó để ý hơn em. Vậy vậy dạ. Mà cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Người chín chắn, không có quá trẻ con, nói chung là chững chạc. Chững chạc. À, bạn thấy mình chững chạc chưa? Dạ, em nghĩ là mình rất là chững chạc. Chững chạc. Nghe nói bạn là rất thích uống rượu bia đúng không? Dạ, do tính chất công việc thôi, nhưng mà em cũng hơi lạm dụng. Dạ. Lạm dụng cái gì cũng nguy hiểm không? Dạ cũng có, nó làm cho mình rất là mệt mỏi khi ngày hôm sau làm việc. Nếu như quen nhau bạn thì hay lạm dụng bia rượu là hơi mệt mỏi, bạn kia thì hơi hậu đậu. Như vậy thì kết quả như thế nào bạn hiểu rồi chứ? Dạ em cũng đoán được. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? À dạ, mỗi người bạn gái của em thì thứ nhất là tính tình phải vui vẻ, hòa đồng. Còn ngoại hình thì cao ráo, nói chung là trắng trắng tròn tròn. Những bạn nào? Cái nói chung gì là dạ, thân hình đầy đặn. Những người ốm thì em không có cảm giác. Cảm giác gì? Có nghĩa là có cảm xúc quá chị ạ. À, thôi có cảm xúc. Tại sao ốm không thích? Ốm nhìn nó không có khỏe, thoáng và hấp dẫn. Đầy giống như chị vậy được không? Dạ quá được. Quá được luôn. Dạ em cũng là fan của chị. À vậy hả? Dạ cảm ơn em. Chị ở đây xinh hơn trên truyền hình. Vậy là do em quay phim không quay sao á. Em có cận thị không? Dạ cũng có mà nhẹ thôi à. Nhưng mà em nhìn chị rất là rõ. À sợ bạn nhìn đã xong hồi bạn phải nói bạn để nãy nhìn không có thấy, giờ để mắt kiến không có thấy là chết luôn. Có nghĩa là fan hâm mộ phải không? Được rồi. Dạ. Chị sẽ nói thêm cho em vài câu. Dạ giúp cho em. À chị thấy bên đây được lắm á. Cao ráo, xinh đẹp, trắng trẻo, nõn nà, đầy đặn y như chị luôn. Dạ. Có nhiều cái là hơn chị, là trẻ hơn chị nữa. Dạ. Hợp lý ha. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ không, mà em muốn gặp mặt trực tiếp ra xong rồi trao đổi luôn. À vậy đi ha. Dạ. Hoặc là kéo màn lên là tiến tới liền nha. Còn bé nó cực kỳ dễ thương luôn em. Trời, dễ thương lắm, da trắng. Ôi, da trắng mà dễ thương gì đâu luôn. Để em coi thử bên kia còn sao nha. À, xin chào bạn, rất là dễ thương, đúng như chị có từng nói. Nhưng mà ở đây anh thấy vẫn có một cái mâu thuẫn mà anh vẫn băn khoăn. Nếu như hai bạn đến với nhau thì hình như là nó chưa hợp nhau lắm. Sao không hợp? Cái chỗ là bạn bên đây á, chiều là tới mức nào đó thôi, không có chiều được nữa. Giống như là mối tình trước. Thì thứ hai là bạn này hơi lạm dụng bia rượu. Còn bạn thì hơi hậu đậu. Thì đến với nhau như thế nào đó, mà thấy vấn đề đó sao? Còn tùy chị anh. Nếu mà người có thể khắc phục được thì sẽ cố gắng. Còn nếu mà người mà khó khắc phục quá thì phải tìm cách khác. Cách khác là cách nào? Chắc phải dùng bạo lực quá. Hả? Cách kinh dị mà người ta bạo lực chứ sao?
Bây giờ tôi hỏi để hai bạn hiểu nhau hơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau luôn, trực tiếp cho nó dễ ha. Màn kéo lên. Vẫn như thường lệ, các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn, bạn xinh quá. Cảm ơn. Chị không có nói sao đúng không? Bạn cho mình hỏi trước nha. Thứ nhất là quan điểm về tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, không có quá lăng nhăng. Còn gì nữa? Hết rồi. Không có quá lăng nhăng, tức là cũng có lăng nhăng. Lăng nhăng chút đỉnh thì lăng nhăng xíu thì được đúng không? Cũng có người lăng nhăng á anh, nhưng mà họ không nói thôi. Nhưng mà lăng nhăng thì em nghĩ là có, ai cũng có. Em cũng có. Dạ. Nằm trong bí mật thôi. Có nghĩa là lăng nhăng nhưng trong giới hạn cho phép được hả? Không phải, ý là cái việc lăng nhăng là mình không có cấm tuyệt đối được. Mình không có cầu toàn cái việc lăng nhăng được. Nhưng mà lăng nhăng được có để cho người kia biết là được. Trời đất ơi, biết là bể hết. Sao cái này khó quá, mình cứ khó quá. Ở đây cũng hơi khó. Thấy khó thiệt à. Bạn có thấy mình đẹp trai không? Trời. Cũng rất tự tin. Tự tin thì mình có thừa. Bạn cho mình hỏi là quan điểm về cái chuẩn về con rể của gia đình bạn là như thế nào? Gia đình mình thì hơi phong kiến. Thì bạn có thể đoán được một gia đình hơi phong kiến thì cái tiêu chuẩn vừa có là gì không? Không, mình nghĩ chắc không thành vấn đề gì đâu. Tại vì khi thương nhau thì mình lấy con gái người ta, chứ đâu mình sống với người ta đâu. Nên chắc không thành vấn đề gì. Vậy thì mình bất chấp ba mẹ luôn. Dạ, chắc bất chấp tất cả luôn. Trời ơi, dữ luôn. Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình không? Mình đi làm được 4 năm rồi. Và thời gian tới thì chắc là mình sẽ thăng tiến trong công việc. Mục tiêu là thăng tiến. Và tiếp theo là tất nhiên là lấy vợ. Và xây dựng một tổ ấm riêng cho mình. Đó là tương lai gần. Ở Sài Gòn hả? Mình quê ở Đồng Nai. Chúng ta quyết định. Mà hai bạn để tay vào nút bấm. 1 2. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Lý do tại sao? Đưa tay liền luôn hả? Đưa tay liền vậy ông? Hôm đàn ông là phải ga lăng trước chứ. Ga lăng là vậy. Chứ em không muốn để anh nhắc. Thôi nắm tay đi, mình có thể nắm tay. Mình cho phép mình nhé. Ủa sao mà bạn nói bạn trai này chỉ đạt có 50% mà bạn vẫn dạ, chọn? Để tìm hiểu thêm cái 50 còn lại chị. Vậy còn em nhìn là chịu liền hả? Hay sao? Dạ em nhìn làm thích liền. Nếu mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Nhà điểm yếu của em thì dễ tin người. Rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi em tưởng thiệt em làm theo. Mấy đứa bạn nó cười quá trời. Em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Em không có thiếu tay, em dễ tin người. Nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Mời nhà trai. Chào anh trai. Dạ, chào anh ạ. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, để đây đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình dạ. Cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lê Phước Lộc, em ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Làm việc ở đâu Lộc? Dạ, em làm việc cách nhà khoảng 16 cây số. Làm gì Lộc? Dạ, em chủ cửa hàng thuốc thú y ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bên mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào tất cả khán giả. Em tên là Phan Thị Thúy Hồng, 33 tuổi. Em là con gái Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức. Em là nhân viên văn phòng cho một công ty may mặc ở quận 12. Bến Tre là huyện nào? Dạ em ở Bình Đại anh. Bến Tre bây giờ đi qua cái cầu thôi là đã tới Trà Vinh rồi. Nó cũng có sự kết nối xưa đi rất là khó. Dạ Bình Đại xa lắm anh, từ cầu Cổ Chiên mà đi tới Bình Đại tầm khoảng 60 cây số anh. Trời ơi, ta nói không tình sao. Yêu nó gần vậy. Dạ. Tình yêu mình phải nói như vậy cho nó động lực. Dạ. Nghe không? Lộc cho biết rõ hơn về công việc của Lộc đi Linh. Thì bán thuốc thú y thôi chứ có dạ, gì đâu. Dạ em bán thuốc thú y. Chữa bệnh cho động vật không? Dạ có cô. Em làm gì? Dạ em chuyên thì chị điều trị bệnh trên bò, heo, gà, vịt, chó, dê.
Em là em học y. Dạ em là bác sĩ luôn ạ. Đó, bác sĩ thú y đúng không? Dạ, mà bác sĩ thú y ạ. À. Dạ. Bác sĩ thú y dưới quê là đi chích heo nè, đi làm cho để dạ. tư vấn cho người ta nuôi heo sao cho tốt nè, dạ, đúng heo rồi. Tốt nè. Dạ. Rồi cấy tinh heo nè. Đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thôi ngày này giờ ngon lắm nha. Bạn gái ơi, bạn ở Bình Đại mà ở bạn ở xã nào bạn? Em ở xã Phú Thuận. Phú Thuận, dạ. Có xới xã đó chích heo lần nào chưa? Dạ có đi ngang. Dạ tại hồi xưa em làm bên nhân viên thị trường á anh. À. Đi cho công ty thuốc á anh. Rồi giờ về em làm riêng cho mình. Dạ đúng rồi anh. Ồ làm riêng cho mình là à, tốt lắm. À làm riêng thì khỏe. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người, nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đấy là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ mối tình thứ hai á thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn thứ mối ba. Tình thứ ba á giống như là tụi em có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung thì mà có nghĩa là chia tay là vì ảnh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, ảnh ở đây nhưng mà cách nhà nó xa, không ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Dạ, tôi gài câu đó, tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta hiểu. Đang làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất về làm chủ. Ừ, đó, hai tính để tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á. Bạn đó chê nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á. Nhà cũng không biết mà người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình, miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ điểm yếu của em thì dễ tin người, rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi em tưởng thiệt em làm theo, mấy đứa bạn nó cười quá trời luôn. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không? Dạ không, em cũng dễ rồi chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. Bạn trai vẫn có biết nhậu không? À, nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái di nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời à, ơi, trời ơi. Quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả. Nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. À, thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu, nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nếu mà không biết nhậu đó, thì nó anh nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô. Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc á thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không... anh là anh là được rồi. Dạ. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa không? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như nào? Là có là thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý kêu kiệt rồi kêu kiệt. Bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng.
Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không? Hay là làm chủ? Cái đó là còn phải, bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn em á. Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. Em cực kỳ quan trọng lời hứa, thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện, 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ một phút cũng không được. 99% dạ. Hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm. Được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán lên thì sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà. Bây giờ anh có điện thoại mà. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay như thế nào đó. Nửa tiếng, một tiếng, thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói một tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa, trễ giờ này qua giờ kia. Đôi khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao? Nhưng cái điện thoại hết pin là sao em? Đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó. Lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo heo đẻ muốn chết luôn. Đỡ, ai đâu mà hỏi. Đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, ví dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha. Cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi. Bác sĩ qua giúp giùm thì ta phải qua giúp dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ 1-2 con, nó đẻ cả mười mấy 20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lượm điện thoại được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng điện rồi, trước khi đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. Hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Rồi muốn chiếc gì miễn có người ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng sớm. Em chào anh Quyền Linh. Xin em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà. Thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là như vậy. À, dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Chắc là có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em. Anh có bó hoa với cái nón lá. Cái này là nón tặng em bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh à. Tình cờ là em đi chợ đó em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đâu là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp không? Giống như đứng bánh tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo là chút không, xíu tóc cái này quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi. Còn em á, thì phải mất tới 3 bữa tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh mở sẽ thích luôn. Nó cảm ơn em. Mở luôn, mở luôn. Thấy mở cưng lắm. Thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng tử ướm áo. Cái này chắc để dành mặt đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi, đẹp ơi, đẹp quá. Nghe Lộc có lá thư gì đó. Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á
là cuộc gọi nhắc 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng rồi. Rồi, ngẫm sao đọc coi. Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải, có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nữa là gì nữa? Cái lá thơ dạ. Cái đọc đi cưng lắm. Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. Em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm. Em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai dạ. Kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa, em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói, sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn. Tối về, hai đứa mình cùng tắm chung em nhé. Tại vì anh lao động ra nhiều mồ hôi, đất bám trên lưng, anh không thể lấy tay kỳ được, em kỳ cho anh nhé. Ăn cơm tối xong, em lại xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn, soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty, giao hàng hàng cho anh nhé. Đêm khuya hai đứa ôm nhau ngủ. Tôi đã dừng được anh, tôi đã dừng được anh. Dừng được anh ơi, dừng được anh. Không không. Dừng được anh ơi, dừng được anh ơi. Không. Hai đứa ôm nhau ngủ. Dừng được anh. Thôi dừng đi. Em gái cảm nhận thế nào? Cái bài thơ mà của anh á, nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống, gần như là nó sát luôn á, nó sát mà đến từng chi tiết. Tại vì anh làm nghề đi chích đó, nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó, rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có giới tới được á, trên cần một bàn tay kia. Sao nó thật tinh từng chi tiết rồi sao em? Mà sao thấy là toàn là em nấu cơm rửa chén không vậy? Nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm, em rửa cao này kia cũng được. Tại vì em hỏi là anh có biết nấu ăn hay là... Biết chứ em. Biết. Tại anh tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn, tự nấu ăn mà. Giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không? Tại nay em thấy trong đó là toàn là em được chứ em. Rửa chén như... nấu cơm thôi mà. Nhưng nhiều khi em bận á, thì anh rửa chén, giặt đồ. Trong cái tâm nguyện sẵn này sàng là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á. Công việc của anh là nó có việc suốt ngày hà. Nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bà này xong cái người kia gọi. Trên đường đi chưa xong nó cái người khác gọi. Phải đi hoài vậy đó. Có gọi lúc nửa đêm không anh? Có chứ em. Cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em. Nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh. Lộc ơi, bò để không ra Lộc ơi, mày lại cứu giùm. Anh chạy như xe cấp cứu với em. Bò đẻ cũng gọi, ai đẻ cũng gọi. Không ai chắc phải vô bệnh viện anh. Tại vì người ta em không đỡ không được. Anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em. Và chịu khó nữa. Anh thì hay đi đêm, nhưng mà em cũng đừng có ghen. Tại vì cái đó công việc của anh rồi. Anh ai đi ghen chứ thú ông ơi. Không, nhiều cô nghĩ mình đi đêm chắc đi với bà này bà kia cô. Khó đâu biết mà. Ý của anh là anh lo vòng ngoài, còn em thì em lo vòng trong. Toàn bộ là em nắm hết luôn. Còn đó. Hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết. Anh lo thêm cha mẹ nữa. Cũng hơi đuối. Vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó. Cũng phải buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm. Không không không. Em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em, rồi những việc như bán hàng online cũng được. Nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó. Em là chủ gia đình đó. Anh chưa đi chích heo, đỡ bò đẻ rồi anh về thôi. Em cho anh hỏi cái em, từ thành phố Hồ Chí Minh mà về Bến Tre em có thường hay về được không? Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, có gì thì em về thôi. Dạ. Vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em? Gặp ở đâu? Bến Tre. Là em phải về Bến Tre. Tại... Anh qua Bến Tre. Vậy em hỏi là nếu mà em không về Bến Tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần? Đúng rồi, anh có lên được không?
Lên được, nhưng mà chắc một tháng lên một lần được. Tại em phải sắp xếp việc ở cửa hàng á. Rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ. Để em hát một bài ạ. Hát bài hả? Dạ. Thay lời muốn nói hả? Dạ. Đúng không? Thay lời dạ. muốn nói đúng không? Tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò. Tình mình như đôi quyên ơi người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi. Trọn đời này chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đổi rời, dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi. Rồi, được rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng chính con tim của mình nha, không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá trời. Chị cảm ơn em. Trời ơi, kinh quá à. Bấm rồi còn nhìn gì nữa. Tim đỏ ao nè. Trời ơi, chị nói thiệt á, cái hôm đầu tiên xin chị ơi, cho em hôn cái ạ. Đó. Tuyệt tình lắm đó. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được tiếng nói chung và chúng ta sẽ góp gạo thổi cơm chung. Dạ, em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. À. Em dạ. cảm ơn cô Quyền Hồng Vân ạ. À. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Nào. Hồi nãy á, ông trong đầu ông nghĩ là cô gái có bấm không? Tôi nghĩ rằng sẽ 50, không 50 bấm. 50 không? Sẽ không bấm. Trời ơi, Vân là 50-50 đó. Bởi vì á, Vân cứ lắng tai Vân nghe mà. Vân nghe cái tiếng cạch một cái. Trời ơi, trời, Vân mừng dễ sợ. Đôi khi là mai mối mình đặt mình ở họ thì mình sẽ không bấm. Nhưng khi phân tích ra tất cả mọi thứ, khi nói chuyện á, thì người ta sẽ cảm nhận được và có một chút gì đó tin vào điều đó. Họ đã bấm rồi, chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Suối thanh nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thiền uống liền Lip Cool. Mối tình chính là hai thôi, một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm, quen cũng được hơn 1 năm. Các bạn á, bạn cũng gia trưởng quá, cứ nói em làm cái này làm cái kia, em không thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình, nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. Xin mời gia đình nhà gái. Em ngồi đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân chút đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả có trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Chi, năm nay em 30 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước, mà hiện thì gia đình em đã dời vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. À, rồi xin mời nhà trai kìa. Đầu tiên em xin gửi lên thăm anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và nhà bên gái và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay một lời thân thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Tính, quê quán em là ở Tiền Giang, hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Tính làm gì Tính? Dạ, em làm bên giấy tờ, bên khai báo xuất nhập khẩu hải quan anh Linh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống,
với hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy thôi. Mình nói về điểm yếu điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhất là lau nhà rất là sạch. À, điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ, có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc, chị cứ móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. Là phải gãi thôi à. Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được, chứ ai đâu ngoài đường vậy xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay em che lợi cưng nè. Bữa tôi thấy ông Quyền Lên móc mũi á. Đâu? Ở tin không? Đời nào làm cũng gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. Thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi. À dạ, em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới là cách đây khoảng gần 3 năm. À, dạ. Mới chia tay gần mới, 3 năm. Mới chia tay quen được bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn đó, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ, ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu. Nó giờ giấc, nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em. Là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em, đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không? Dạ, đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ, chào anh Quyền Linh. Mặc áo ngọt ngào dễ sợ luôn. Đó. Trời ơi. Ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì, trời ơi, cá nhân quá. Cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái, dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu, đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây môn nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện cao không thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dạ, dân Tiền Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không, đúng không thích, không thích vậy. Phải không? Mặc quần jean là đây dép đồ ông chứ ai mà. Rồi sao? Chào cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè, thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng thì dễ thương. Rất là ok, theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ, chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À, giày tây. Yes. Đừng nó mặc quần jean. Tay đeo đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa, quần gì nè, quần gì? Giày tây thì phải mang quần tây rồi. Chưa đúng rồi, à. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa chắc. Màu gì, màu gì? Dạ, quần tây có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes, rồi áo màu gì? Dạ, áo có thể em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đóng mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tự tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. À, bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, em với lại hai cô. Ôi, đại với gia đình lại 500 anh em của em. Trời, trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng Vân. Chào chị. Anh Quyền Linh, chào gia đình nhà trai.
cô chào con. Chào chị. Chi á, là nó lớn tuổi lý do ham làm quá làm biếng là không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu, Bình Phước cũng có nhiều người để ý. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con cho nhau cơ hội, mẹ chỉ mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi lúc nào cũng được, miễn là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai, em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với cô Út, Dưỡng Út của em. À cũng có mẹ với cô luôn. Trời cũng một Dưỡng người luôn. Đại gia đình luôn. Xin chào chú Quyền Linh với dạ. Cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình có ừ, hợp với mình không? Bây giờ mẹ nhìn thì giờ thấy cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm họ tìm hiểu lâu rồi. Dạ. Sao biết sao. Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói nha. Chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Sao em? Rồi nè, mình nhận quà nè, rồi mình trao quà nè. Anh đến đó chương trình có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ phải hợp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi. Với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hợp dễ sợ luôn á. Rồi cái, hay. Cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian. Mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương, anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh là cụ thể là sao em? Dạ em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bộ sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có gì không? Ghen vài mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không dạ. Ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Yeah. Thôi có... bây giờ các bạn nói cho nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. À, với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không dạ. Được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Vậy gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Không, nãy giờ anh nói suông, hồi nãy là chưa mở rào á, anh thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó, chịu được dạ. Không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên, em gác cho em sướng vậy đó. Giờ đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích như bạn sở thích cái giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm, nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi, khi mà hẹn hò có anh rồi anh không cho em lười đâu.
Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái, hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Huy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đầm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, cái này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. À, có rung động, à, có quên, có bối rối là có tình yêu. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây. Con xin hứa điều gì đó? Dạ, con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây là một cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng con đại còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi, con xin phép bác cho con không. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cái áo này là mợ em cho, cái quần là gì em mai, còn cái giày này, cái này bồ của con bạn em nó mang không vừa, cái em mua lại luôn. Bạn trai là đã vượt tiêu chuẩn chiều cao của em rồi, em muốn bạn trai là 1m7. Ngoại hình thì em cũng không có quan trọng, em chỉ quan trọng là bạn chân thành đối xử với lại những người mà bạn thân yêu, bạn hết lòng, giống như bạn là mẫu người của gia đình nữa. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái luôn. Mời đi cưng. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Dạ, xin em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào khán giả trường quay và khán giả truyền hình đang xem. Em tên là Lê Duy. Khoảng 5 tháng nữa là em sẽ 30 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Rồi. Chào người bạn cùng thành phố. Chị Vân, chị cũng ở thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức luôn. Chị dạ. Thức đủ luôn vậy đó. Mình giới thiệu đi. Mời hôm nay nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn Nam và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Lê Phương Lan. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang làm chuyên viên kinh doanh của phòng giấy công nghiệp của công ty giấy Sài Gòn. Vậy hả, em làm ở đâu vậy? Dạ, em làm ở quận 1. Ủa em gái làm gì em gái? Dạ em làm chuyên viên kinh doanh của phòng giấy công nghiệp. Kinh doanh, còn dạ. Em trai làm gì? Dạ em là nhân viên chăm sóc khách hàng và quản lý kho hàng. Quản lý kho hàng xong rồi nhân viên kinh doanh lấy hàng đi bán. Cũng hợp lý. Cũng hợp lý ha. Dạ. Ôi, em nói điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi. Dạ điểm mạnh của em thì là em nhiệt tình, em năng động. Tại vì tổ chức công việc nên là mình phải yêu cầu như vậy. Với lại biết quan tâm chia sẻ với người khác. Dạ. Còn điểm yếu thì đôi khi mình nhiều công việc quá nên là mình hơi bị đãng trí. Em khắc phục cái chuyện đó bằng cách là em nốt vô điện thoại hoặc là nốt vô quyển sổ gì đó mình nhớ. Có cái điểm dở nào không? Có thể là nấu ăn chưa tốt. Tại vì bình thường công việc đi làm về thì giờ đó là có thể là về là ăn cơm tại mẹ chuẩn bị sẵn. Nhưng mà vẫn thích nấu ăn. Sắp tới em cũng sẽ đăng ký học nấu ăn để mà mình cải thiện cái khả năng bếp núc của mình. Không sao đâu, nấu ăn chưa tốt á, là mai mốt về có chồng là nấu ăn tốt. Và em yên tâm đi em trai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em xin liệt kê điểm mạnh của em trước. Yeah. Điểm mạnh của em nghĩ cái mạnh nhất của em là người kiểu như là người kết nối, chất xúc tác, kiểu như là cầu nối giữa mọi người trong gia đình. Em là kiểu
chăm chỉ làm việc, cái gì em cũng làm tới cùng hết á. Điểm yếu em chắc cũng lâu lâu cũng hay quên như bạn, đôi lúc em hay suy nghĩ quá nhiều á, nên đưa cái quyết định hơi chậm, thành ra đôi khi mình hơi lề mề chậm chạp chút. Em có hay đi mua đồ, mua quần áo, mua đi chợ mua đồ này kia không? Dạ không anh ơi, em mù thời trang. Mù thời trang là sao? Là ăn mặc đồ không có biết lựa đồ gì hết á. Giống như ủa bữa nay em mặc đồ cặp với anh rồi. Ủa gì hả? Cái áo này là mợ em cho, cái quần này gì em mai. Còn cái giày này, cái này nói hơi quê, cái bồ của con bạn em nó mang không vừa, cái em mua lại luôn. Ủa sao em giống anh quá vậy? Áo này bên tài trợ người ta cũng tặng, quần này người ta cho, đôi giày cũng bạn tặng. Nói chung người anh nó cũng toàn là tặng với cho không. Không vậy chắc mình được yêu thương người ta yêu mới cho. Yêu thương người ta mới cho đó em á, đừng có lo. Coi như bên kia bên đây là cùng team đó phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Rồi vậy thôi em nói luôn đi lý do tại sao hôm nay em có mặt ở đây vậy? Dạ em có mặt ở đây là tại vì chắc là đầu tiên là do tính chất công việc của em. Hồi đó là em đi làm công trình đó, thì em cứ đi mãi đi miết thôi à. Cái đi 2-3 năm mà công trình nó cứ đẩy em ra một mình hoài à. Cái tới hồi em thấy ủa sao có một mình hoài, cái phải quay về thôi. Mà quay về lại xui là chúng cái chỗ làm lại toàn nam nữa. Rồi em chỉ có đi làm rồi về nhà, em cũng không có đi chơi bời gì hết. Nên cái mối quan hệ của em nghĩ nó bị hạn chế. Hạn chế, em có mấy mối tình? Dạ em nếu mà đáng nhớ thì chắc là 2 mối tình đơn phương và 1 mối tình thoáng qua. Trời ơi. Đơn phương thoáng qua nó coi như không có mối nào rồi. Dạ chắc vậy quá. Vậy là chưa yêu lần sâu đậm lần nào hết. Dạ. Đó, bên đây chưa có tình mối tình sâu đậm hết, chỉ thoáng qua với lại là đơn phương thôi. Trời ơi, trong trắng lắm. Rồi thôi mình nói đi, mình nói mình có mấy mối tình rồi cưng. Em chỉ dừng lại ở mức là tìm hiểu thôi, cũng chưa yêu sâu đậm. Em thì do đi học. Đi học thì tiếp xúc nhiều với nữ, tại cái ngành của em học là nhiều nữ lắm. Và vô công ty thì cũng tiếp xúc với nhiều nữ nữa. Nên là công ty âm thịnh dương suy. Nhưng mà mình có bị khó quá không? Giống như là mình dè dặt trong các mối quan hệ á. Dạ thì mối quan hệ thì khi đầu tiên thì mình cũng phải xem coi là người ấy như thế nào. Thì mình mới tiếp xúc, mình mới cởi mở ra được. Như vậy là ngày hôm nay á, là bên nhà trai với bên nhà gái á, là hai đương sự là cũng gần gần giống nhau đó. Còn Trinh Nguyên. Chào cưng. Dạ em chào. Bên đây, trai em đây rất là lanh lợi nha. Em mong muốn mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, chỉ còn bạn nó xinh xắn, dễ thương một chút, có công việc ổn định. Tuổi tác thì thật sự là em cũng không có cần, chỉ cần mình hợp thôi. Còn cái tuổi là tới lúc mà dắt về mà gia đình phán xét thì tính sao? Trời ơi, không được đâu, phải hỏi gia đình trước. À vậy hả? Trời ơi, có người tính vậy xong dẫn gì gia đình không chịu nữa, tuổi không được, dạ. Không cho lấy nữa, khổ nữa. Dạ. Hơn nhau một tuổi hoặc thua nhau một tuổi ở cái thời đại này nó coi như là con số không luôn á. Dạ. Cái chuyện đó mình bỏ qua vấn đề tuổi tác, vấn đề là mình gặp nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại gần nhà. Em thành phố Thủ Đức, còn bạn này thành phố Hồ Chí Minh là thấy hai thành phố rồi nè. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ mong bạn gái dễ thương là dễ thương cỡ nào nè? Xin là được rồi. Thì bây giờ hỏi dễ thương thôi. Này hơi em khó không, mình phải hỏi. Em khó hả? Không có khó. Em không, em chỉ còn giống chị Hồng Vân hồi trẻ là được rồi. Dạ. Trời giống chị Hồng Vân hồi trẻ hả? Dạ. Tưởng đâu nói mua giống chị Hồng Vân thời này. Giống chị Hồng Vân thời này. Ê thời này á cũng có đứa mà ấy lắm nha. Dạ. Vân ơi. Ơi. Vân khỏe không? Không. Khó chịu. Hôm nay Vân đẹp lắm á. Dễ hả? Xinh á. Thật là cảm ơn. Giảm vài cân nữa là nè. Xinh nữa. Nhìn chào anh. Nhìn bên nhà gái tôi nè, nóng bỏng chưa? Đó, hai chị em đi. Ai. Chung màu sắc rực rỡ. Bên đàn trai ta thùy mị nhẹ nhàng ha. Nít na ngồi. Nít na. Bên đàn trai gái nổi quá nổi. Mình mét nhiêu vậy cưng? Dạ, em 1m67. Bằng luôn, 1m67 luôn. Dạ. Em mét nhiêu? Dạ 1m8. À thôi, vô tư. Dạ. Mét 8 luôn hả? Dạ. Dữ trời, em gái. Dạ. Em muốn một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Bạn trai là đã vượt tiêu chuẩn chiều cao của em rồi. Em muốn bạn trai là 1m7. Ngoại hình thì em cũng không có quan trọng, em chỉ quan trọng là bạn chân thành đối xử với lại những người mà bạn thân yêu, bạn hết lòng, giống như bạn là mẫu người của gia đình đó. Em chỉ bây quan giờ trọng. Bạn ấy nói em tưởng tượng coi nó có hợp với mình không nghe. Cái cách bạn ấy nói chuyện nãy giờ đó, em thấy là bạn cũng phù hợp. Được đó, cặp này có lý rồi nha. Em ghét gì nhất ở đàn ông? Hay đi hay trọt á. Trọt.
ghét cô, chị cũng ghét. Hay chọt hay này kia, nói dựng chuyện đơm đặc. Cuộc đời nó có cạc hẹ chúng nó mới vui. Dạ vậy nó mới vui. Nó buồn lắm. Em không thích người đàn ông là giống như áp đặt. Áp đặt. Dạ. Đôi khi người đàn ông quyết đoán cũng tốt chứ. Dạ thì quyết đoán nhưng mà đừng có áp đặt. Tức là mình hai bên là trao đổi với nhau kỹ. Rồi để mà đi đến một cái kết quả cuối cùng. Chứ mà đừng có phán A là E, B là B. À vậy đó. Gia trưởng đó, cái đó là có tính gia trưởng trong đó. Kinh nghiệm đó. Như vậy, tức là mình có quyền đưa qua chứng kiến của mình. Nhưng mà bây giờ thời đại hiện đại rồi, không có cần áp đặt mà không có cần làm gì chân á, chỉ cần bỏ phiếu thôi. Bây giờ ok, bỏ phiếu. Ai nhiều phiếu người đó thắng. Xã hội công bằng văn minh là đừng áp đặt nữa ha. Rồi cái đó cũng là một ý tốt đó nha. Nhớ đàn ông đừng áp đặt nha. Ủa, em có bao giờ vậy đâu anh. Áp đặt tội nghiệp phụ nữ lắm. Phụ nữ người ta thấy thương lắm. Phụ nữ là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chăm sóc con ăn cái rồi cơm áo gạo tiền lo toan, mưu sinh tất bật tùm lum hết trơn á, mà áp đặt tội nghiệp nha. Dạ. Nhớ nha những cánh đàn ông ơi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ của em. À, có ba mẹ nữa. Được rồi. Chào cô chú. Chào cô chú. Trước tiên thì xin chào hai nghệ sĩ dẫn chương trình, đó là Hồng Vân và Quyền Linh. Dạ. Cùng quý vị khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Cháu trai bên này cũng có nhiều những cái đặc tính tốt của một cái người đàn ông trưởng thành. Mong rằng hai cháu sẽ cho nhau những cái cơ hội để mà làm quen với nhau. Thôi chú chú đã đánh giá thằng trai chút xíu rồi. Kính thưa chương trình, thì tôi thấy là cháu trai bên này thì thấy cũng có vẻ là chững chạc. Tuy nhiên thì trong cuộc sống thì tôi thấy nhiều khi là đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự điềm đạm hơn nữa để mà cân nhắc cái tình huống xảy ra. Điềm đạm chút xíu. Kết nối những điềm đạm. Rồi, bây giờ nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và hai em. À, cũng có mẹ nữa. À, có mẹ luôn. Rồi, dạ, chào nhà trai. Mình thấy nhà gái sao nè? Dạ, trước thì cũng xin kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi rất thích chương trình này, thường hay xem. Con trai, tôi có hai con thôi, con trai là con lớn và đứa con gái em đó là cách nhau 3 tuổi. Nói chung là hai con cũng ngoan, tốt, có hiếu thảo. Và Duy ơi, mà thấy bạn gái bên này dễ thương á con. Thấy cũng thùy mị, gương mặt cũng dễ nhìn. Mà nghe bạn gái nói là cũng thích đi học nấu ăn á, mà thấy cũng mừng. Cũng mong là có phải duyên nhau thì thấm lại hai con ha. Rồi, cảm ơn chương trình. Bây giờ mình thấy chưa gì lại thấy là con, ví dụ như con dâu với lại mẹ chồng là có nụ cười giống nhau á. Bây giờ mở rào đi cho chúng gặp nhau đi. Từ chứ từ tôi cũng mở, hồi hộp lắm đó ông ơi. Mở để cho nó hồi hộp chút xíu đi. Ngủ chút xíu rồi mở được không? Trời đất ơi, cái ông mối này thiệt á. Không biết nói sao với ông luôn á. Nói hồi chửi tan nát. Mở rào. Đứng lên, đứng lên kia. Hoa hợp với màu áo quá nhờ. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, sao hay vậy? Quá hợp vậy. Anh tặng đây là một dấu hiệu tích cực nha, vô cùng tích cực nha. Ủa, Cương thích cái màu này hay gì? Hướng dương nó tỏa nắng đó, giống như bạn này á, Ninh. Em đoán, anh tặng. Dạ. Hay quá, hay quá. Em tặng anh cái bộ măng xếp. Ồ, trời ơi, hồn tưởng nhẫn nha. Dạ, nhẫn. Dạ, giống như cậu hôn á anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nếu mà anh có sự kiện quan trọng gì, nếu mà anh làm kinh doanh thì em nghĩ là anh cũng thích mặc áo sơ mi, cà măng xếp. Thì em thấy là cái bộ này nó sẽ hoàn thiện được cái bộ trang phục của anh. Dạ, cảm ơn bạn. Bạn là sao? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi. Tôi có ké cái coi. Đẹp quá. Vì lên đồ của người ta mà đẹp cái gì vậy? Người ta sắp xếp lại. Nếu không xài để lại cho anh nha. Chào em. Dạ. Em ở thành phố gì là từ nhỏ tới lớn luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa gì em có thích về quê chơi không? Dạ em dạ thích. Tại vì quê ngoại em cũng ở Bến Tre nên là em cũng thường xuyên một năm cũng mấy lần về Bến Tre. Nhà em có, xin lỗi là có mấy anh chị em. Dạ em còn một em trai nữa. Em trai nữa. Vậy em cũng cả luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Bạn mong muốn một cái gia đình tương lai em, của mình. Em thống nhất nha. Dạ. Em mong muốn một cái gia đình tương lai của mình như thế nào? Em nghĩ là
có vợ chồng rồi, mình chăm sóc con cái. Tức là em thì em muốn mẫu người nam là mẫu người của gia đình, tức là chăm sóc gia đình. Một trong hai người bận sau giờ làm thì có thể là người này có thể phụ làm việc nhà với người kia. Cái đó thật ra là cũng là suy nghĩ của anh, tại vì anh mong muốn hướng tới một cái gia đình như vậy. Bởi vì mình đi làm đã quá mệt rồi, quá cực khổ rồi, mình mà về nhà nó kéo theo cái mệt mỏi nữa, anh không thích điều đó. Khoảng bao lâu thì mình có thể bước tới được? Em có gấp không? Nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì em nghĩ là khoảng bao lâu? Em cũng nghĩ là tùy theo cái tiến triển của cái mối quan hệ của tụi mình thì có thể là từ 6 tháng đến 1 năm. Wow, trời ơi. Vậy thì mình cứ tìm hiểu nhau. Không, đi nghĩ là y chang luôn, hôm qua anh cũng nghĩ là từ 6 tháng trời đến 1 năm. Giật mình. Trời ơi, làm hết rồi chứ. Thì có nhiều cái giống nhau lắm á. Dạ. Mà chương trình có bật mí nói là bạn trai hay khóc thầm một mình á, khóc bên cửa sổ hay là chui vào toilet khóc. Dạ. Hay là đập đầu vào gối khóc. Dạ chắc đập đầu vô gối quá. Rồi mai mốt có vợ là sẽ ngã vào gọi là lòng của vợ và khóc tu tu hả hay sao? Dạ, lúc đó phải cứng hơn chứ, mình đàn ông mà. Là lúc đó em khóc nhiều hơn anh. Anh có khăn giấy. Em tiến tới nắm tay cô gái ha. Dạ. Để cảm được cái đó, nắm cái bàn tay. Tiến tới nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hơi lạnh. Ồ, mềm quá. Cái này anh cũng có luyện cả tuần nay rồi nhưng mà hy vọng là thuộc lời. Khá nhiều. Vì nếu em cần một bờ vai em, vì nếu em cần một phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa trang, và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh rạng rỡ từng ngày, anh sẽ đến ngồi kề bên em và mình tựa vào vai nhau. Rồi, cảm ơn em. Xí xí Linh, cái bài này là của ai sáng tác vậy ta? Hoa hát lạc nhịp nhưng mà đúng nhịp với trái tim. Nữ hát đáp lại đi cưng. Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi môi thật khép nhé. Em quên lời. Không sao, tiếp tục. Gió mang tỏ tình ca, ngàn ánh sao vụt qua, nhẹ ôm lấy em. Ôm đi, ôm đi. Trời ơi, ta nói ôm lấy em mà không ôm vô. Hai đứa này nó rất là chân thành luôn, ông mới cưng gì đâu á. Ủa, nắm chặt tay luôn rồi. Chặt tay, nắm, không có buông ra. Vậy giờ em phó thác cái nút này cho anh với bà mối được không? Dạ, được không? Hai người bấm giùm tụi em luôn đi. Bấm luôn ha, bên nhà gái là suy nghĩ nè. Dạ, đồng ý. Đồng ý. Rồi hai đứa cùng đếm đi. Hai đứa đếm đi. Dạ. Hai đứa đếm. Anh với Hồng Vân bấm. Một, hai, ba. Bấm. Tôi thấy rằng là hai bạn rất hợp nhau. Ngay từ lúc nói chuyện và đến bây giờ khi gặp mặt nhau, gần như là các bạn là của nhau. Đúng rồi. Không biết ông trời sinh ra hai bạn để làm gì? Để cho nhau đó mà. Không có một kịch bản nào cả, không có một câu chuyện nào sắp đặt cả. Dạ, con xin thưa hai bác. Dạ, hôm nay thì gặp... gặp em ở đây thì con cảm thấy rất là may mắn. Và con hy vọng là trước sự chứng kiến của mọi người thì hai bác cho hai tụi con tìm hiểu nhau. Và hy vọng tiến tới một cái tương lai nó hạnh phúc sau này. Dạ, con cảm ơn. Con đến tham gia chương trình để được gặp anh, được gặp cô, cũng giống như là một cái duyên. Dạ, mong là cô tạo điều kiện cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, cảm ơn con. Mẹ nói đi mẹ. Trước tiên là được làm quen với gia đình bên cháu đấy, Duy cũng rất là cảm ơn chị đã cho chúng tôi được làm quen và tạo được những cái niềm tin giữa hai gia đình. Cũng cảm ơn chị và thấy hai con đứng trên đó mẹ rất mừng vui và chảy nước mắt. Mẹ mừng đúng không? Mẹ mừng, mẹ thấy con mẹ chưa bao giờ mà nó hồ hởi mà nó hạnh phúc như bây giờ đúng không mẹ? Dạ đúng rồi đó chị Hồng Vân. Thôi chúc hai gia đình mau sớm có thể chúng ta hỗ trợ đôi trẻ để họ có thể tìm hiểu nhau và mau sớm về chung một nhà nha. Con xin phép bác bác trai, xin phép bác gái cho con hôn em một cái. Bên này nó vướng cái mic. Dạ. Đó. Lần đầu tiên có một chàng trai mà mà khôn vậy luôn á. Khôn. Bạn này giờ đi dầm qua đặng mà đừng có bị dướng vô cái mic. Ghê thiệt.
gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Làm liền nha, làm liền nha. Dạ. Rồi, xem. Dạ. Đó, hai đứa qua đây nè. Dạ, ủa, anh đi luôn, em về luôn. Ừ, anh về nha. Qua đây chào ba mẹ cái nè, qua đây chào mẹ với mấy anh chị em cái nè. Làm như mai ngày đi coi mắt đám hỏi luôn hay sao? Ừ đó, rồi đi thẳng. Trời ơi, đã quá. Thấy nó dễ cưng ghê. Trời ơi, nó không còn biết ai xung quanh luôn. Thiệt, nó dễ không còn biết luôn đó. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Hồng Vân tiếp tục mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Do ngày trước con đi học thì học đại học thì con chỉ chăm lo đại học thôi. Đến khi ra trường thì con phụ giúp ba mẹ chăm cho các em đi học á. Nên là con chưa có vòng bạn trai nào. Không có luôn? Dạ không có. Có đơn phương người nào chưa? Dạ không có đơn phương luôn. Không đơn phương luôn. Thích phụ nữ không? Dạ có thích. Thiệt không? Thiệt ạ. Thấy con nào chưa? Ở cơ quan là em chơi với đàn ông nhiều hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Cuộc hôn nhân của tôi hai bên đã hết. Người lớn sát họng đờm ho, An Phế Nam Dược khỏi lo dung liên. Rồi, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và xin chào quý vị khán giả. Dạ, con tên là Lê Thị Hằng, hiện tại con là 29 tuổi. Con đang là nhân viên văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn STK ở Bình Dương ạ. Con làm việc ở Bình Dương luôn. Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Dạ, hiện tại thì con đang sống ở Thủ Đức, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và chào bạn gái. Em tên là Nguyễn Đình Quân, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Thì năm nay em 30 tuổi ạ. Em đang làm việc, hiện tại đang ở thành phố mới Bình Dương ạ. Rồi, rồi vậy cũng sát bên nhau thôi. Dạ vâng ạ. À, em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em là người sinh ra ở Nghệ An thì cũng là một miền quê. Thì em từ nhỏ cũng đã quen với đồng ruộng nên là cứ nghĩ công việc nặng nhọc hay gì em cũng đã trải qua. Thì rồi em ra thành phố thì hầu như những cái môi trường thay đổi thì lúc mà em mới bước ra thì còn bỡ ngỡ. Nhưng mà hiện tại tự lập gần 10 năm rồi thì em thấy việc gì em cũng có thể... Việc gì cũng thể làm được. Có thể làm được. Đó là và... kiên trì ha. Dạ vâng. Nhẫn nại ha. Dạ. Dạ, cái điểm yếu thì đôi khi có những cái mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình và xã hội thì đôi khi cũng... Vì tính chất công việc á, đôi khi cũng có một số mâu thuẫn nhỏ thôi hoặc là va chạm gì đó thì em thấy đang tình bạn hay gì đó đẹp mà vì một cái lý do nho nhỏ thì hai bên không hiểu ý nhau. Nhưng mà nên là bản thân em thì đôi khi như vậy thì em cũng rất là hạn chế những cái mối quan hệ là hạn chế lại. Tức là điểm yếu của em là hay gây mâu thuẫn hay là có mâu thuẫn xung quanh? Không, đôi khi có nên là em cảm thấy cái vấn đề đó là đôi khi bản thân em sửa đổi thì để cho tốt hơn. Bây giờ nghe có rối não không? Dạ cũng hơi hơi ạ. Bạn kia là đến từ Nghệ An, còn dạ. Mình là quê gốc mình ở đâu? Dạ con quê gốc ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa à. Vậy là hai bạn cũng gần nhau đúng không? Dạ, sát bên nhau y như là Thủ Đức với thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hằng nói cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con đấy là con dễ thích nghi môi trường sống, cũng chăm chỉ, thật thà, biết nấu ăn một chút ạ. Dạ. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của con là cá tính của con hơi mạnh mẽ một xíu. Với lại bên cạnh đó thì chưa có mối tình nào cả nên đấy là một khuyết điểm khá là lớn.
Chưa có mối tình nào luôn? Dạ chưa. Sáng đây mình nói luôn về cái cuộc đời sự nghiệp tình yêu của mình đi. Lý do tại sao mà mình chưa có mối tình nào? Lý do đấy là do ngày trước con đi học quá, thì học đại học thì con chỉ chăm lo đi học thôi. Đến khi ra trường thì con phụ giúp ba mẹ chăm cho các em đi học quá, nên là con chưa có một bạn trai nào. Không có luôn? Dạ không có. Có đơn phương người nào chưa? Dạ không có đơn phương luôn. Không đơn phương luôn? Dạ. Vậy luôn á. Em thích trai hay gái? Rồi. Dạ, thưa chú Quyền Linh là có test qua thì thích con trai, không phải thích con gái ạ. Test rồi hả? Dạ. Không phải hỏi gì thế, bây giờ nó cũng khó hiểu lắm. Rồi nhà mình là có mấy anh chị em? Dạ, nhà con có bốn chị em. Em của con thì hiện tại đang là sinh viên năm 3 của đại học ở trong này. Cũng chưa đứa nào có người yêu luôn? Có chị gái con thì lấy chồng rồi, còn con là thứ hai. Trời ơi, rồi bây giờ bắt đầu con... Bây giờ con mới sống cho con đó. Con. Nó xinh xắn như thế này mà nó chưa từng có người yêu. Không chưa yêu thầm luôn. Có bao giờ con nắm tay một người con trai nào chưa? Nắm tay kiểu bạn bè thì ở công ty thì có mấy đứa em ấy. Nắm tay mấy đứa đó chi? Tại vì nó hay trêu, hay chơi đùa với nhau nó trêu ấy ạ. Có bao giờ con nằm mơ thấy con nắm tay người đàn ông nào không? Chắc là chưa có cô chú ơi. Chưa có yêu thầm chưa, ai mà nằm mơ chi? Coi phim con thấy người ta hôn nhau con có cảm giác gì không? Ở phim thì nó khác, ở phim thì mình xem cảm xúc nó khác đó chú. Còn ở phim có khi nào con nghĩ là trời ơi, giá mà mình được gặp người ấy ở ngoài đời không? Ngày trước sinh viên thì con mộng mơ như thế, nhưng bây giờ sống kiểu khi ra trường thực tế nó đè con nên con sẽ không có nghĩ như thế nữa rồi ạ. Bỏ luôn suy nghĩ đó luôn. Tôi nói ông nghe nè, thực ra mà nói á, cái người mà giàu kinh nghiệm như ông ấy, khi ông nhìn một người phụ nữ á, là ông sẽ có cái cảm nhận liền người đó người ta thích đàn ông hay là thích đàn bà. Giống như bây giờ tôi nhìn bạn này nè. Dạ, chào em, chào cưng. Chị ạ. Ừ. Dạ. Test thử nha. Dạ, vâng. Giờ làm sao nè, mình thích đàn ông hay thích đàn bà nè? Dạ vâng, em thì thích đàn bà. Nhưng mà riêng những cái anh em mà làm cùng hay gì đó thì nhiều anh em rất là cái cách làm việc và những cái tính cách đàn ông. Nói chung đàn ông cũng nhiều sở thích để chơi với nhau lắm, thì ăn nhậu hay là đá bóng, thể thao đó, thì những cái đó cũng rất vui ạ. Và càng nhiều anh em thì cũng rất là vui, và đến khi công việc mình có cái công việc gì đó thì anh em chia sẻ thì là mình cảm giác là nó vui hơn. Đúng rồi, vui. À, đúng. Khi nào có phụ nữ thì thích phụ nữ, mà khi nào có đàn ông thích đàn ông thôi. Tôi đang hỏi. Em có mấy mối tình rồi? Em chỉ có một thôi ạ. Cái thời em học phổ thông ạ. Nhưng mà cái tại vì tuổi học trò mà thì nó dại khờ quá, và hai nữa là cũng không có điều kiện. Rồi em thì lớn hơn bạn nó 2 tuổi rồi, em ra cuộc sống rồi đi học trước, cũng không có quan tâm, và sau đó thì mấy chia năm? Tay. Mình thì cũng chỉ được khoảng năm 2009 thì được khoảng 2011 2 năm. 2 năm. Dạ. Mà mình cứ phân phớt vậy thôi đúng không? Có cái gì sâu đậm chưa? Dạ cũng bình thường, tình yêu trong sáng thôi. Nói trong chung sáng là đúng rồi. Tuổi học trò mà đúng rồi. Thôi, là toàn chưa từng có nụ hôn đầu tiên với phụ nữ đúng không? Dạ thì đúng ạ. Tôi cũng nghi vậy lắm là... à. Tôi về đâu qua là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ nè. Dạ. Giờ tới anh phỏng vấn em nè. Dạ. Thích phụ nữ không? Dạ có thích. Thiệt không? Thiệt ạ. Thích lần nào chưa? Thì mến, nhưng mà do công việc với hai nữa thấy chưa, đổ thừa do công việc. Em có bao giờ nằm mơ thấy có người yêu mình xuất hiện trước mặt mình chưa? Dạ có. Em tưởng tượng người phụ nữ thế nào? Làm sao người phụ nữ có cá tính một xíu, thì nói chung là người Việt Nam mình thì cũng có cái nét dịu dàng. Ở cơ quan là em chơi với đàn ông nhiều hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Cuộc phỏng vấn của tôi hai bên đã hết. Đã hết phải không? Dạ. Rồi thì bây giờ hỏi phỏng vấn tới người đi cùng nè. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai anh trai của em, một chị họ. Đây hai anh trai. Anh trai anh ruột hay là anh gì? Dạ anh ruột luôn ạ. À anh ruột. Đây. Được, tưởng nó anh mưa chứ. Bây giờ anh ruột nói một câu gì thật là công bằng cho em của mình đi, chứ để ông mối ông hỏi quá thằng nhỏ rối luôn á. Hôm nay thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em xin được chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân hát rất là hay cái bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Em mê cái bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Dạ thì em xin khẳng định lại một cái về Quân xíu, thì Quân thì thích con gái. Nói chung là chúng ta gặp nhau ở đây là cái duyên. Mình thấy thì bạn nữ cũng vui tính cũng nữa, thì mình cảm giác là ok thì ok cũng, đúng không? Ừ. Dạ thì cũng mong em sẽ cho Quân một cái cơ hội để em và Quân tìm hiểu sâu hơn á. Rồi cảm ơn em. Anh đi với ai? Hôm nay đến đây cùng với sếp và các đồng nghiệp của con ạ. À sếp, dạ. À sếp hả? Sếp nói đi sếp.
Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì chị thấy Hằng là bạn nam bên đây á, qua cái cách nói chuyện của bạn á, chị thấy bạn cũng chững chạc. Cái cuộc sống như bạn nói á, là bạn đã có thể làm được mọi thứ. Thì cái đó ở cái ưu đó cũng là ưu điểm của đàn ông, là họ không có nề hà những cái chuyện vụn vặt. Thì chị nghĩ là có thể sẽ bảo vệ được mình, lo được cho mình. Thì chị cũng nghĩ là hai em Hằng Quân thì cũng nên dành cho nhau cái thời gian để mà tìm hiểu với nhau được nhiều hơn, kỹ hơn. Rồi, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp ạ. Bây giờ bắt đầu mở rào đi. Mở rào. Vâng, chào em. Vâng, em chào anh. Em không có phần quà tặng anh. Vâng, anh xin, anh cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhé. Anh lụm heo lên đi anh ơi, anh để heo nó rớt quá vậy. Trời. Phụ nữ tặng xương rồng, thằng ông tặng heo. Đó, để ngược con heo nữa rồi kìa, đó. Ừ. Đừng nắm đôi tay nó đau, tội nghiệp nó. Thì đầu tiên anh có một nắng hoa ha, anh dạ. Tặng em. Chính nói chung không biết em có thích màu hồng hay không, nhưng mà riêng anh thấy màu hồng thì rất là nữ tính. Thích màu hồng. Thích màu hồng và tượng trưng cho cái nét đẹp của người phụ nữ. Quân có thích màu hồng không? Quân nói lò quá, nói Quân không biết em có thích màu hồng thì thật sự em thích màu xanh. Chị tin em, chị cũng thích màu xanh dạ, mà đó. Trong khi ông Quyền Linh ông thích màu hồng với màu tím. Dạ. Nãy Quân nói anh giật mình á, Quân dạ. Nói còn nữa kìa, biết em có tốt cấp đây, cấp đây rồi nhận con heo màu hồng đi. Còn đây thì có một cái khăn thì nói chung là hoàng luôn. Dạ, dạ. Ai hợp quá. Anh quàng cho em nha. Dạ. Bén tóc rồi, lên, cái chất tóc. Liệu chất liệu vải cũng hợp nè, màu sắc phối cũng hợp nè. Buộc đừng có chặt quá, tao nín thở đó. Vậy đó, thả vậy được rồi, thả vậy được rồi. Thì kệ anh ta, tao muốn làm gì kệ anh ta. Rồi, em cảm ơn. Cầm nắm tay đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau. Nắm tay cảm nhận giùm tôi cái. Ai, anh xin phép được nắm tay em được không? Em đồng ý. Cái lời đầu tiên thì nói chung là cũng thật sự là từ xưa đến giờ anh 30 rồi, thì hiện tại thì anh mới cảm thấy là sẵn sàng trong chuyện tình cảm và có ý nghĩ lập gia đình. Dạ. Quân thấy cảm nhận cái bàn tay thế nào Quân? Dạ. Do em cũng cứ lo công việc rồi cứ kinh doanh này kia thì cũng thật sự đây là đành nắm tay mà đầu tiên cũng đầu tiên luôn á, thì cảm giác nó rất là tuyệt vời khó tả luôn á. Đó. Đó vậy là điện đó ta có rồi. Cảm nhận cái bàn tay anh sao? Tại vì em con thấy là tay anh lạnh hơn tay con nên con chắc con thấy anh run hơn con quá. Rồi bắt đầu đàn hát tặng hoàng nữ một bài nè. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Dạ. Đàn với người nó không vô. À vâng, nên em cũng mới tập thôi. Hát không dạ, đi. Vâng. Đàn này đến tức vào vĩ bản đi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh, đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề, chẳng hám kẻ giàu sang. Em thương em có về xứ nghề với anh không? Em thương theo anh về xứ nghề cùng anh. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, xin mời bạn gái. Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại những nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Rồi. Hai đứa nó giống nhau á. Đầu tiên là chú thấy hai đứa hợp về giọng hát rồi đó. Dạ. Tông một đằng mà hát một nẻo vậy đó. Ừ. Nãy mà để cái đàn cho nó là ba giọng luôn á. Thôi vậy cũng vui cửa vui nhà. Không sao cả. Rồi bây giờ mình nói chuyện nhau đi nào. Hẹn hò thì em thích ở đâu ta? Thì
đi đâu cũng được, thì nếu mà em chịu thì anh sẽ đưa em đi. Thực ra thì em chỉ muốn đi lượn quanh Sài Gòn để hít thở không khí thôi. Em cho anh cơ hội thì thật sự bất kể lúc nào, dù có đang bận công việc thì anh cũng sẽ xin xếp thôi. Nói cái này, chuyện này rất quan trọng nên là em không thể lỡ mái được, nên là anh sẽ bất kể lúc nào em cần thì cứ alo anh, thì anh sẽ khu vực nào thì nói chung nếu mà mình đã có cái động lực á thì ở đâu mình thì như là yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, thì dù có nửa đêm hay bao giờ anh cũng sẽ đến bên em. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Con cảm giác anh Quân là một người khá là chững chạc. Còn không biết là cái phần về chăm sóc nhà cửa gia đình thì anh không biết sau này nếu mà thành đôi thì anh có hỗ trợ được em không ạ? Đã là gái Bắc á, thì tề gia nội trợ là sẽ có. Nhưng mà vấn đề là em cũng muốn là người đàn ông của em phải phụ giúp em những vấn đề như thế, về chăm sóc con cái hoặc dọn dẹp nhà cửa. Chuyện bếp núc và chuyện con cái thì thực tế anh cũng đã trải qua rồi. Anh tự lập 10 năm thì thật sự những cái đó anh cũng phải tự lo hết. Và anh bếp núc con cái em trải qua rồi không hả? Ý là chỉ có vấn đề là nếp dọn nhà cửa, mà em học mỹ thuật nữa thì em chỉ cần nhìn qua cái là em làm một lượt là sạch, anh cực kỳ sạch luôn. Còn về con cái thì hồi xưa anh học ở Nha Trang thì chị gái ruột anh á, là lúc đó anh rể thì đi làm hải quân ở Cam Ranh, thì chị có em bé nhỏ gì anh cũng đã trải qua rồi. Rồi từ khi chị bắt đầu có bầu gì anh cũng có thể nấu cháo hay gì đó cũng. Rồi chị cứ dặn nói mày sao còn mà có vợ thì vợ mày được nhờ, tại mày cũng để đã chăm tao rồi. Chị có bầu luôn á. Thì được chị rồi, bây giờ là vô vấn đề, không còn thời gian nữa. Bây giờ là em cảm nhận cô gái này như thế nào? Anh cảm nhận em thì cũng như người con gái anh mơ ước, hiền và rất là nữ tính và rất là xinh xắn và dáng cao đẹp và nói chung anh đúng không? Anh cũng không biết cả nhưng mà nói chung là rất thật lòng và anh thích, anh thương. Cảm ơn anh ạ. Rất đàn ông. Dự định của con là sẽ trong 2 năm tới sẽ kết hôn, nếu mà tìm được người và đi cùng mình tới suốt cuộc đời này. Rất phụ nữ. Dạ. Con có mùa coi như ý định tìm chồng rồi đúng không? Dạ. Yeah, đúng rồi đó. Nãy giờ thấy là mới câu này là thấy ổn định rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng đang lo đó. Để tay vào nút bấm. Bạn gái rất là xinh đẹp nha. Ta bấm luôn rồi. Dạ nha. Bấm luôn. Con gái chỉ cần khen xinh đẹp thôi. Ây, biết tôi khen xinh đẹp ngay từ đầu. Ủa không có gì ở đây chứ nhỉ? Đây cái chiếc khăn gió ấm nè, khăn gió ấm nè. Con này để cho tôi chút, có đựng đồ. Dạ, còn một bao thơ đâu ạ. Nhưng mà cái cảm xúc thật lắm, nhưng mà em viết thì lúc tối em có sức dầu thơm á, nó bị nhòe chữ nên em cũng không thật. Đọc liền, mở ra đọc liền. Ngày mai là ngày ghi hình, cảm giác của anh là hồi hộp, thầm mong và hy vọng. Ngày mai khi gặp nhau, anh mong muốn cho em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu và phát triển mối quan hệ tình cảm của anh em mình. Kết quả viên mãn là anh em được ở bên nhau. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hay quá. Bỏ vô đây để làm kỷ niệm. Hay quá. Nào, cái hôn đầu tiên nào. Vậy anh xin phép em nhé. Nắm tay. Rồi. Đó. Hôn xuyên má luôn đi. Biết xuyên đêm, hôn xuyên má. Đây là những món quà gửi tặng cho hai bạn nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, em xin cảm ơn ạ.